Thank you.
Dạ, kính thưa gia đình của hai họ, dạ kính thưa các bác, các chú, các cô, các dì, tất cả các anh chị em có mặt hôm nay, con là chị Út, cháu và Phúc. Hôm nay thì sự hiện diện của gia đình, tôi cùng gia đình đến đây chúc hết xin gửi lời chào đến cả nhà của gia đình con gái. Trước hết xin gửi lời cảm ơn gia đình của con gái chú Tám, và hôm nay cái ghé của gia đình thì tôi đến đây cùng gia đình để xin tình thương câu chuyện của hai cháu và Phúc và Xuân Hân. Hai cháu có một thời gian tìm hiểu nhau rất lâu, và gia đình đã xét thấy hai cháu là đúng tuổi trưởng thành. Hôm nay được sự đồng ý của gia đình, là sự cho phép của gia đình mình đã hôm nay gia đình nhà tiến hành đến đây để xin phép gia đình nên là để cho phép được tổ chức là đính hôn cho hai cháu và Phúc Tùng và Kim Ngân. Trước hết tôi xin được giới thiệu thành phần của gia đình nên ra dâu nhìn máy này dâu anh dâu máy gái con gái con gái ơi
hai ba con gái rồi cho em bé ơi hai ba làm lại đây luôn hả? Làm lại vậy mẹ dắt tay em rồi chú bước lại chú bể rồi con mày đứng giữa nha mày ơi mày trao tay bác gái đứng giữa con anh chú bể cầm cầm nhẫn hoa này không để con nhận nghe mày đấy để ngày mai mẹ mẹ rồi bác gái giữ rồi mẹ chặt tay cô dâu chú rể nha chú rể đặt tay lên đúng rồi đúng rồi chặt tay nhìn nhau đúng rồi cho nhìn mãi cái đầu dâu ơi đúng rồi rồi mãi người tươi thế nào chú rể ơi đấy mày thằng chị ơi hai ba hai ba rồi chú đợi tặng một chân dâu với mẹ 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 đây rồi dâu nói chuyện với nhau hai ba hai ba xích cho nhau xíu rồi rồi chú ngoài nhà đứng ngoài đi chơi đúng rồi mày thằng chị ơi hai chú đợi như mày thằng hai ba hai ba rồi làm lại tiếp bà để vào phòng Thank you.
không biết là làm cho thấy thấy rồi nhà rồi cả nhà nhìn mắt rồi cả nhà nhìn mắt rồi.
hai ba rồi mẹ chào mày chào chưa chào chưa rồi rồi như mấy rồi mấy con mấy cái thôi hai ba rồi Yeah.